Bạch Kinh vừa mới làm xong nè. Đó, mình đã đậu khai trương đây rồi nè. Đó, cái Bạch Kinh này làm hơn 150.000 đó nha. Đậu thêm được một số xe. Bên này 6 chiếc, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Đậu thêm được 15 chiếc xe nữa. Có bãi cỏ. Xe có anh Sương nè. Đây là cổng đi vào. Sao đi vào. Cho quay phim. Vô chứ.